Việt Nam 05-34 rút ngắn người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, xông vào tiệm đồng. Hộ làm bị thương nữ chủ tiệm rồi tự đâm mình gục tại chỗ. Tối ngày 11 tháng 3, người dân sống trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, nhìn thấy người đàn ông khoảng 50 tuổi có biểu hiện ngáo đá, truy đuổi một phụ nữ bán vé số dạo chạy vào tiệm đồng hồ ở số 272. Ông này liên tục la hét, đập bể tủ kính khiến nhiều người khiếp sợ. Công an đang bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc nữ chủ tiệm khoảng 50 tuổi ra nói chuyện thì bị ông ta dùng mảnh kính gây thương tích. Người này sau đó tiếp tục la hét, chạy xuống bếp cầm hung khí tự đâm mình, rồi gục tại chỗ. Nhiều người dân phát hiện vụ việc đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 5 đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, điều tra, xử lý vụ việc. Nguồn